Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một con LG V60. Thì con này là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Và có cái số IMEI rất là đẹp ở đây này. Đây, các bác có thể thấy. Đó, nó có 5 cái số cuối là số 3 các bác nhé. Các bác có nhìn thấy không? Ồ, sao giờ này nhìn khó nhỉ? Đó, thì cái con này nó cũng còn khá là đẹp nha các bác nhé. Thì em sẽ show cái ngoại hình cho các bác biết luôn đây. Em lấy cái giấy à, quên cái khăn lau đây. Thì cái mặt lưng này này thì nó cũng có sức răm các bác nhé, có sức răm nhưng mà nó màu trắng ấy, cho nên là nó cũng khá là khó nhìn các bác nhé, lại khá là khó nhìn. Còn cái cụm camera ấy, thì cũng đương nhiên cũng có sức răm nhẹ nhẹ, nhưng mà nói chung là còn cũng đẹp lắm đấy, các bác nhìn này, còn đẹp lắm, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng camera đâu. Đó, các bác yên tâm. Rồi, thì bán con V60 thì thường thường là em sẽ phải tháo máy ra để mà cho các bác xem. Tại vì con này em nhập về là em cũng cũng bắt buộc phải tháo ra các bác nhá. Thì đây này, em tháo ra rồi này. Đấy, thì tí nữa em sẽ tháo hẳn cái bên trong nữa cho các bác xem nhé các bác nhé. Đấy, thì đây. Đây, thì đây là cái cạnh dưới này, đang hơi bẩn. Nói chung là cái màu trắng này thì nó hơi bị khó nhìn các bạn. Thì cái con này nó bị hơi xước xước ở cái cổng sạc ấy, nó hơi hơi xước, tại vì do cắm đi cắm lại nhiều ấy, thì nó sẽ hơi bị chây chây ở cái góc cạnh ở chỗ cái cổng sạc ấy. Đấy. Đấy, còn lại thì những cái chỗ góc cạnh này thì còn đẹp lắm. Đây, còn đẹp lắm. Cái viền CNC này còn đẹp lắm. Đây, cái chỗ viền CNC này có bị xước một chút xíu này. Đây. Đấy. Chút xíu thôi. Đó, còn lại thì đẹp. Rồi, đây là cái cạnh cạnh phải đây. Đây, cạnh phải góc này thì không vấn đề gì không nhá. Đây, đi lên dần dần này. Đấy, cái nút bấm không vấn đề gì nhỉ. Có một cái góc này cũng hơi hơi sức sức một chút xíu mà có khi các bác không nhìn ra luôn này. Đấy, đấy, có một phết phết phẩy 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 nhẹ đây này. Đó, rồi. Còn đây là cái cạnh trên. Cạnh trên này thì còn đẹp lắm đó. Cạnh trên này còn đẹp lắm. Đây, gần như là không có xước gì cả. Đó, gần như không có xước gì cả nhé các bác nhé. Đó, có một cái khay sim hơi phẩy phẩy tí, nhưng mà đây là nghiêng ánh điện mới thấy nhé. Còn nhìn em nhìn trực tiếp này, nhìn trực tiếp này rất là khó thấy luôn đấy. Đó. Rồi. Còn đây cái góc phía này. Cái góc phía này thì đây có một vết xước bé tí tí ở đây này. Khó nhìn quá nhỉ. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đây này. Đó. Còn đây là cạnh trái. Đây. Cạnh trái này. Mấy cái khu phím bấm này còn rất đẹp không nhá. Đó. Đây, cái gần gần phía cuối này cũng có vài cái vết, có một hai cái vết hơi hơi sức sức một chút. Đấy, đấy. Đấy. Nói chung là cái khung viền như này thì em thấy là còn rất là đẹp rồi. Nhiều các bác thì đòi hỏi cao hơn thì khó lắm, tại vì bây giờ một con máy V60 mà nếu như mà zin như con này này, có nghĩa con này chỉ con này không phải là dựng cái gì các bác nhá, nó chỉ là con này em nói luôn là vì nó dùng lâu rồi, cho nên là cái cổng sạc ấy nó bị lỏng, cho nên là người người chủ trước người ta đã thay một cái cổng sạc hoàn toàn mới nhé. Thì em cũng tháo ra em check hết rồi, thì em tí nữa em sẽ tháo hẳn ra cho bác xem. Đây, thì đây là cái màn hình này. Cái màn hình này thì cũng nói luôn là nó cũng có sức răm đấy các bác nhé, không phải là đẹp 100%, nhưng mà tuy nhiên thì cái sức răm nó rất là bé thôi. Đây này, rất là khó nhìn luôn đấy. Đó, cái sức răm này rất là khó nhìn các bác nhé. Đó, đó, cho nên các bác yên tâm, cái màn hình con này thật sự là rất đẹp luôn đấy. Nó có vài cái vết xước răm lông mèo rất là bé thôi. Đây này, ví dụ như chỗ này này. Đây này, rất là bé thôi mà xoay nghiêng điện như này mình mới thấy này các bác này. Đấy, cho nên các bác yên tâm, về màn hình con này thì bảo đảm là rất là đẹp, không không hề có sức gì mà to la quá, và hoàn toàn các bác về các bác dán cái cơ lực lại thì nó là đẹp nét luôn. Thường thường anh em về hay dán cơ lực, mà em nghĩ là để trần dùng cho nó sướng các bạn. Đấy, thì
thì ngoại hình ấy, thì là con này em thấy là có thể nói là 99% được các anh nhé, nó là đẹp rồi đấy. Còn em sẽ test luôn cái một vài cái chức năng. Thì đây, trước tiên là con này thì còn L1 các bác nhé, đây đó. Camera đây, camera thì các bác yên tâm nhé, hoàn toàn là không hề có bất kỳ một cái lỗi gì cả này. Đấy. Đó, rất là đẹp. Và cả cắm trước đây, cắm trước thì không hề bị cái hiện tượng mà bị mờ cắm trước đâu, các bác yên tâm nhé. Ánh sáng nó hơi hơi chói như này sẽ hơi khó nhìn thôi. Ok. Còn đây là cái vân tay này, vân tay thì hoàn toàn bình thường các bác nhé. Còn vân tay bình thường, xem nó đang chạy Android mấy đó. Thì đây, con này thì đang chạy Android 13 rồi các bác nhé. Đây, số email nó như này. Và em đang lắp một cái sim Viettel nhé. Tại vì gần đây ấy, thì là nhà mạng Viettel ấy là người ta hình như đang cắt cái 2G, cho nên là nhiều anh em dùng LG và cả những hãng khác luôn là hay bị cái hiện tượng mà có sóng 4G nhưng mà không nghe gọi được. Thì và đặc biệt là dùng cái sim Viettel thì hay bị như thế, thì em cố tình em lắp một cái sim Viettel vào đây. Em nghe gọi cho các bác đây. Ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel. Đó, Nạp tiền, quý khách tiếp vui cận lòng bình bấm thường này. 9-1 để kiểm tra tài khoản, Rồi, bấm ok. 9-2. Đó, wifi bình thường các bác nhé. Wifi này bình thường này, tắt wifi này này. Đấy, 4G bình thường nhé. Thì cái bản T-Mobile chuẩn này thì hoàn toàn các bác yên tâm nhé, là vì nó là cái bản sóng sánh mạnh nhất rồi. Và con này là cũng chưa lên hai sim đâu. Thì thực ra ấy, là nên lên hai sim ấy. Nếu như bản T-Mobile này như em đọc được thông tin ấy, là lên hai sim ấy, thì là nó dễ dàng hơn ấy, nó có tiếng Việt luôn sao các bạn. Thì em cũng không thử, tại vì em cũng không thích cái lên hai sim đâu. Tại vì lên hai sim rồi ấy, thì chả biết đó là bản nào luôn ấy, cho nên là em không lên hai sim. Thì bạn nào thích thì về lên hai sim các bác nhé, chứ em không không lên hai sim. Và em thấy là lên hai sim nó dùng nó không được ổn định cho lắm ấy, cho nên em cũng không khoái. Rồi thì còn cái gì nữa nhỉ? À đây, test cái dạng âm thanh, tại vì nhận dạo này cũng thỉnh thoảng cũng có máy bị nhé. Đây, âm thanh bật được hi-fi DC bình thường nhé. Đây, và em sẽ vào hẳn cái YouTube ấy để bật wifi này nào. Để nghe một cái bài nhạc này chẳng hạn. Đây. Ở tiếng Trung các bạn. Quảng cáo nhiều thế. Bật xem hết quảng cáo luôn các bạn. Đây thì nó vẫn đang chạy bình thường đấy các bác. Số đang nhảy bình thường đây. Rút ra này. Dừng này. Đó. Đó, chạy bình thường các bác nhé. Nhiều con ấy, các bác không test cái này nó hay bị lỗi cái DC lắm, cho nên là em cũng bắt buộc phải test lại. Ok, xem còn ngoài này còn gì không test nhé. Hình như hết rồi. Thì em sẽ test vào bên trong. Ok. Đây. Tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Các phím bấm bình thường các bác nhé. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh. Xoay ngang xoay dọc này, bình thường hết nhé các bác nhé. Mic này. Mic dưới này. Ok này. Không hề có vọng viết gì nhé các bác nhé. Trên này. Ok này. 3 này. Ok này, mic 4 này. Ok các bác. Bốn cái mic đều bình thường hết các bác nhé. Đây, thì cũng cứ phải test cái cảm ứng nữa cho chắc ăn. Đó, ok các bác. Cảm ứng bình thường các bác nhé. Đương nhiên ấy, thì là áp suất này sẽ không còn đâu, tại vì em sẽ dùng keo chứ không dùng cái gioăng ấy, cho nên nó sẽ không còn áp suất đâu. Em thấy dùng keo ấy thì khi mà ép cái lưng này vào nó rất là khít, nó không bị hở, cho nên em thích dùng cái đấy hơn. Áp suất giờ là để làm gì đâu các bác, để khè lên hạ thôi và để tăng giá thôi. Thực ra là bên trong chả biết là linh kiện nó như nào luôn. Đây, thì đây em sẽ test luôn cái cổng sạc nhé. Thì nói luôn cho các bác là cái
cái cổng sạc của con này ấy, là được thay cái cả một cái cọng cáp mới tinh người các bác nhá, cho các bác yên tâm. Đây là dùng cái cổng A2C này, 18W này. Đó. Thì các bác yên tâm, nó là còn mới tinh cho nên là nó có sạc nhanh bình thường và hai đầu đều bình thường hết. Đó. Ok. Còn đây, đây là cái cổng 25W này. Đây các bác nhìn thấy nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Đấy, nó sẽ lên đến PD04 luôn này. Độ chiều này. Đương nhiên thì sạc nhanh vẫn bình thường rồi. Ok các bác nhé. Thì cái cục sạc của con này thì các bác hoàn toàn yên tâm là nó đã được thay một cái cáp sạc mới, cho nên là nó sẽ rất là ngon. Các bác về các bác dùng nhẹ nhàng thì chả bao giờ nó hỏng đâu. Còn các bác nào mà vừa dùng vừa sạc thì nó sẽ nhanh hỏng thôi. Thì cái bệnh của Vsommer nó vậy mà, cho nên cũng không đỡ được. Thì đấy, thì cái con này thì là đảm bảo cho các bác là tất cả cái chức năng đều bình thường, ngoài ngoài cái việc áp suất thôi nhé, còn tất cả cái chức năng đều bình thường hết các bác nhé, còn là một luôn. Thì các bác nào xem bên đây được thì con này em đang bán là giá 4.0 các bác nhé. Còn bây giờ em sẽ tháo hẳn cái máy ra để cho các bác yên tâm, đó là cái linh kiện của nó còn ngon đấy. Đấy, tắt máy đi nè. Ok các bác chờ em chút. Đó, thực sự là bây giờ bán con V60 mà không tháo máy ra, trừ trừ trường hợp là những cái nguồn mà em nhập ấy, nó là bảo đảm cho em là zin, thì em sẽ không vào và còn áp ấy. Hoặc là zin ấy. Trừ trường hợp mà những cái nguồn mà em quen đấy, em có thể khẳng định được là đấy là zin ấy, thì là em mới không tháo thôi. Chứ còn những cái trường hợp máy lẻ 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 kiểu này em kiểu gì cũng phải tháo đấy các bạn, để cho các bác biết được là cái máy máy mình mua về linh kiện các thứ của nó chắc chắn là còn ngon. Thực sự là bây giờ các bác nào mà rao bán một con máy V60 mà bảo là zin nguyên bản ấy, thì là em không có tin đâu. Em không tin đấy là zin nguyên bản. Nó chỉ gọi là zin thì được, zin là tất cả các linh kiện zin thì ok, nhưng mà thì có tin được, chứ còn bảo là zin nguyên bản chưa hề bung máy ra, chưa hề tháo máy ra thì em không tin đâu. Nó hoàn toàn thấy là không có luôn đấy. Đấy. Đây các bác nhá. Thì đây, các bác phải yên tâm nhé. Cái cục pin này là cục pin zin đét đèn đè. À, tuy nhiên nó hơi bị nhăn nheo này, tại vì hôm trước mấy ông thợ ở đâu ấy, ông cái máy này của người dùng trước mà, cho nên người ta cậy, người ta không không khéo thôi, thì nó hơi bị chảy chảy chỗ này. Rồi ok. Chị em mà cậy thì nó sẽ không để lại cái vết xấu như thế đâu. Và thường thường ấy là đưa mấy cái bác thợ không chuyên về LG ấy, thì các bác hay làm lỗi lắm, hay làm lỗi này lỗi kia, xong rồi miết miết cái thứ là nó vang vọng hú ẩm cái lên ấy. Nhưng mà nhiều anh em người dùng cũng không để ý đâu. Em về thì em test ra mới biết thôi. Đây các bác, thì đây là cái main của cái con này nhá, hoàn toàn yên tâm nhá, chưa hề, cái này em check rồi thì em show lại cho các bác thôi, hoàn toàn chưa hề có sửa chữa gì nhá. Và cái miếng keo tản nhiệt này là còn y nguyên không nhá. Đấy, yên tâm. Đó. Ok, em sẽ tạm thời để nó qua đây. Đây, và đây cũng thế các bác nhé. À, cái khung của nó là còn cái miếng đồng tản nhiệt zin nhá các bác nhé. Nó thẳng băng này các bác nhiều. Nó thẳng băng này. Những cái miếng đồng mà đã bị tháo ra rồi ấy, để mà gắn sang đây chẳng hạn, thì nó sẽ không được thẳng như này đâu. Đấy, cho các bác đấy là cái kinh nghiệm của các bác thôi, của em thôi. Đây thì em sẽ tháo hẳn cái. Đây là cái cụm mà long ngoài này các bác. Đấy, cái pin này thì em cũng chưa gắn chặt này. Tí nữa sau khi lắp xong clip thì em sẽ gắn chặt lại. Đây thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, cái cục pin này còn rất là ngon, rất là cứng cáp luôn, và nó là zin đét đèn đẹp luôn, không hề phải là hàng linh kiện gì cả các bác nhé. Đương nhiên hàng linh kiện thì nó sẽ không được dung lượng, nó sẽ không được ngon bằng như thế này đâu. Ok, đây hoàn toàn là zin đét đèn đẹp luôn. Đấy. Và đây cả cái cáp, cáp cũng cáp zin luôn nha các bác, cái cáp sạc ấy. Đây em tháo hẳn ra. Đây là cái cụm mà thôi, đây là cái cụm vân tay này. Đấy.
Thì đây này, các bác nhìn rõ này này. Em cũng không tháo ra nữa tại vì nó không 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 có gì để sâu nữa mà. Thì khi mà các bác thay cái cụm nguyên cái cáp từ đây đến đây này, thì thường thường ấy là nó sẽ không có cái keo, không có cái keo cố định, không có keo làm nó chắc chắn ra thôi. Nó có nghĩa là bình thường các bác mua cáp về nó sẽ không có keo, lớp keo này đâu. Đấy, nhưng mà cái này thì em đã gắn cái keo cho các bác rồi nhé. Đấy, các bác yên tâm, nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cho nên các bác dùng thì nó sẽ yên tâm hơn. Đấy, và các linh kiện các thứ đấy các bác cứ xem thoải mái. Ok nhé các bác. Thì cái clip nó cũng khá là dài rồi. Bác nào cần cái này thì là em đang bán là giá là 4.0 thôi nhé. Thực ra là giá đắt hay rẻ thì tùy mỗi bác thôi, tùy mỗi bác ý kiến thôi. Nhiều bác thì thấy em bán giá nó đắt đấy, thì các bác chê, thứ nhất là không dám mua và chê là lùa gà hay gì đấy để mà mới bán cái giá đắt như thế này. Thì đấy là tùy mỗi ý kiến. Có người còn còn phốt em nữa cơ, có người còn phốt em là bán giá đắt quá, xong là kiểu là không không mua được, không hài lòng với gì đấy em chả biết. Nhưng mà giá bán thì là của mỗi người thôi, ai ai có máy, ai thích bán cái giá nào thì kệ người ta thôi, mình không mua được thì thôi, chứ có cái gì đâu mà phải 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 nói người ta là, hay phốt người ta là tại sao bán giá cao thế. Thì đây, tại sao phải bán giá cao thế thì các bác nhìn không, ai có ai rảnh thời gian đâu mà ngồi mà tháo hẳn con máy ra để cho các bác xem xét tình hình nó rinh rét đẹp như này để các bác an tâm gốc dùng đâu. Đấy, cho nên cái gì nó có giá của nó thôi. Đấy, cho nên các bác tùy các bác. Còn em hy vọng là ai bán giá nào thì bán, người ta bán rẻ hay bán đắt thì kệ cha người ta, chứ liên quan gì đến mình đâu. Mình không mua được thì mình mua chỗ khác, có gì đâu mà xong là và quay lại để mà chỉ trích người ta đâu. Rồi, ok các bác nhé. Các bác nào cần thì số điện thoại em ở góc màn hình này các bác nhé. Chào các bác.